Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Tú để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai vừa làm xong luôn đây quý vị. Quay giới thiệu liền luôn ha. Dáng đế quái quái đẹp đẹp con nào quý vị ngắm nghía kỹ ha. Nay quay cũng mấy chục mã số đó quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Tú ha. Thì số điện thoại thì mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Quý vị có nhã ý chốt số lượng nhiều hay là hết clip gì quý vị? Thì cứ alo rồi hai bên mình thương lượng giá cả ha. Mua vừa bán. Em chào anh. Dạ chào anh Tấn. Kính chào cô chú anh chị cùng quý anh chị mình trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tú tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị mình phôi mai vàng giao hàng cho Thủ Đức. Địa chỉ đây là ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại giao lưu là 0917771666. Hình thức giao lưu vẫn là bao sóng và phí ship toàn quốc ạ. Rồi, mình vô mã số 1 anh Tấn ơi. Mã số 1 đây quý vị. Rồi, chiều cao luôn ha. Dạ cao 1m1. Rồi. 25 quanh. Rồi quanh 25. À quý vị ngắm nghía tay cành nè. Cành cũng đặt hết trơn nè quý vị ơi. À. Rồi mình xuống đế nha quý vị. Để đây. Rồi cho một vòng đế nó đi anh. Rồi giá sao anh? Rồi mã số 1 900. Rồi xuống cây 900 nha. Rồi, số 2 để quá nha quý vị. Cao 70. 24 rưỡi hoành. 24. 24 hoành. Dạ. Thì ngâm nghe ha, để quá nha. Quá có hai chân trước thôi chứ. Đây. Cái mình dài cuộn nằm qua đó, chân đuôi sao qua xá. Rồi, tay cành hối chơi cái nha. Giá sao anh? Rồi, số 2 2 triệu. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, tiếp số tục. 3. Số 3. Cao 85. Hoành 21. Rồi, 21. Tay cành đều ráng luôn. Đây, tay cành đây. Cành đẹp ha. Giờ để con quái đây, con gì mà nằm cuộn chân gắn luôn đặt hết trơn ha. Trước đang cụm nữa nè. Rồi, giá sao anh? Rồi mã số 3 1.6 triệu. Rồi 1.6 triệu. Rồi số 4. Số 4. Cao 90. 22 hoành. Rồi, thay cành đẹp luôn, hoành 22. Này hàng mới nhập đội nha quý vị ơi. Vậy thì xem ưng ý mã số nào muốn mua với giao lưu với giá nào thì cứ alo với anh Tú quý vị. Thương lượng giá ha, dạ. Mua vừa bán thôi ha. Rồi. Giá sao anh? Rồi số 4.6 triệu luôn. Rồi 1.6 triệu. Rồi xuống cây luôn. Số 5. Số 5. Cao 39. 21 quanh. Rồi quanh 21. Rồi giá sao anh? Rồi 700. Rồi xuống cây 700. Số 6. Rồi số 6. Cao 70. 24 rưỡi hoành. Rồi. 24 rưỡi hoành. Để đây. Rồi, giá sao anh? Rồi, 750. Rồi, 750. Số 7. Rồi, số 7 em quái nữa đây. Đây thành đẹp quá. Cành lực luôn. Cao 1m1. Này không kêu giùm lên miếng thì thịt. 26 hoành. Rồi quanh 26 tay cành của gì này. Đó, quá xa em này ha, để đây. Đó, chân bên đây ha, nằm eo nguyên cái mặt ra nè, có chân bên hông nữa nè. Cho em vòng nó đi anh. Dạ những cái kỹ cây này nó quay kỹ nha quý vị. Tay cành tinh lực nữa. Giá sao anh? Rồi 2.3. Rồi 2.3 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Số 8. Cao 80. 22 hoành. Rồi hoành 22. Tay cành lực luôn. Cành to to không nha quý vị. Đó. Để vô cũng quay quái ha. Cũng có hai cụm đế quý vị. Rồi giá sao anh? Mã số 8 này 800. Rồi 800. Rồi qua mã số 9 luôn. Mã số 9.
Keo 80. 22 hoành. À hoành 22. Cái này trong nách nè quý vị nè. Để giữ nha quý vị nè. Dạ, cho cái cục này ha. Để giữ ha. Rồi để quý vị. Rồi giá sao? Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cái 1.1 triệu. Rồi tiếp tục luôn. Số 10. Số 10. Keo 80. Hoành 19. Rồi 19 hoành. Để đây, quả đế nha. Cái con gì mà nằm cuộn 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 đây. Chân cẳng to to không đây, đuôi bự chảng luôn. Dạ. 2 giờ trước rồi của chú chị. À. Đó. Có đuôi luôn. Rồi, giá sơn. Rồi, mã số 10 triệu rưỡi. Rồi, triệu rưỡi. Rồi, mã số 11 luôn rồi quý 11. Gì? Keo 80. 18 quanh. Rồi, 18 quanh. Tại gần đây quý vị ơi. Rồi, để luôn. Hai chân. Chờm nữa ha. Rồi, mã số 11, mã số 3. Rồi, số 3. 12. Rồi, mã số 12. Keo 84. 18 rưỡi quanh. Rồi. Để luôn à quý vị. Rồi, giá sao đây? Mã số 12 này 900. Rồi, 900. Rồi, tiếp tục luôn. 13. Và keo 39. 19 rưỡi hoành. Rồi, 19 hoành đây ha. Rồi, giá sao anh? Số 13 là 750. Rồi, 750. 14. 14 luôn. Keo 75. 24 hoành. Rồi, hoành 24. Đó, trời nằm. À, em này cũng hai chân trước đàng hoàng. Ừ. Mình nằm dài luôn ha. Mình bự lắm á. Rồi giá sao anh? Rồi 14 triệu rưỡi. Rồi 14 triệu rưỡi luôn. Hết hồn. Tiếp tục mình số 15. Cho 90. 25 quanh. Rồi, để đây quý vị. Quay quay để ha. Giá sao đây anh? Rồi, 15.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu. 16. 16. Cao mét 20 hoành. Hoành 20 quý vị. Rồi, xuống đế ha. Đế này nằm dài 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 không nha. Cái lô này hình nó nằm vậy. Rồi, giá 16 này giá 700. 700. Rồi, qua 17 luôn. 17. Keo 64. 16 hoành. Rồi, hoành 16. Tại cành lực nè quý vị. Nguyên cái này cũng thúng rõ nét nè nha. Đấy, 2 giờ trước nè. Chân ha. Dạ. Chân bự bự luôn. Rồi, giá sao đây? 1.4. 18. Theo luôn. Keo 80. 18 hoành. Rồi, hoành 18. Rồi, để luôn. Rồi, giá sao đây anh? Rồi, 600. Rồi, 600. 19. Rồi, 19 đây. Keo 70. 21 hoành. Rồi, hoành 21. Rồi, để luôn đây. Rồi, giá sao anh? Rồi, 19. 7.5. Rồi, 7.5. 20. Keo 90. 20 hoành. Rồi, hoành 20.
cạnh cũng đều quá đây. Rồi, xuống để luôn. Rồi giá sao đây? Rồi 900. 900. 21. 21 đây. Treo 90. 24 quanh. Rồi quanh 24. Rồi, tay cành quý vị. Để qua đây ha. Lực lực không này. Rồi để luôn. Rồi giá sao anh? 1 triệu 3. Rồi 1 triệu 3. Rồi tiếp tục 22. Treo 95. 22 quanh. Rồi 22. Cành đều quá đây quý vị. Dạ. Rồi xuống đế là cũng quái quái đế nhưng quý vị. Nằm nguyên cái mình luôn. Đó, chân cạn chòm có đủ nè quý vị. Con giò đây nó nằm xuống. Rồi giá sao đi. Rồi. Rồi 1 triệu 2. Rồi qua cây mới luôn. 23. Cao 90. 24 quanh. Rồi, 24 quanh. Rồi, xuống đế cây quý vị. Thì chơi cái cành phóng ở dưới cũng được ha, lấy cái mình bẻ để chơi cành phóng này ra ok ha. Để quý vị. Chơi cành phóng này. Rồi, giá sao đây anh? 1 triệu 1. Rồi, 1 triệu 1 ha. Rồi, 24. 24 đây. Treo 80. 22 quanh. Rồi quanh 22. Tay cành cũng đều nè quý vị. Rồi còn để đây ha. Để con quái để nữa nè. Rồi hôm nay gì để quái quái không quý vị. Rồi giá sao anh? Rồi 800. Rồi 800. Rồi qua 25 luôn. 25. Cao 74. Quanh 20. Rồi quanh 20. Cái này do vận chuyển nó tét ra mà nó liền nha, mình chỉ rõ nha. Chứ bây giờ bỏ lại rồi. Bỏ lại, dạ nó ăn liền. Một tháng sau nó ra nhựa ra cái cống lại thôi thôi gì vậy? Thành vấn đề ha. Để luôn đây. Mình nằm dài chân cẳng quá xa luôn ha. Giá sao anh? Rồi 600. Rồi 600. Rồi 27. Rồi lên cặp luôn. Dạ. Cao bình quân là 80. Rồi quanh đồng 16. Rồi để đây quý vị ơi. Giá sao anh? Rồi 2 cây 400. 2 cây 400. Rồi 2 rồi, cây luôn. 27, 2 cây luôn. 7 cặp luôn. Rồi quanh 15 18. Rồi, 15 18 tại cành xe nè quý vị. Xe ha, tại cành cũng lực không à. Để đây ha. Để con bự 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 cũng ok quá đây, tính quá nè ha. Rồi, giá sao đây anh? Rồi, 500. Cây 500. Rồi, xuống cây luôn. 28. Cây bình quân là 80. Rồi quanh đồng 16. Rồi. 16 quanh hết nè quý vị. Cành cũng đặc quá nè ha. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi giá sao đây anh? Rồi 28, 2 cây 450. 2 cây 450. Tiếp tục lắm. 9. 9. Cao bình quân là 70. Rồi. Rồi quanh đồng 15. 15 quanh. Để đây rồi quý vị. Hết hả? Còn 2 cơm thôi. Rồi giá sao đây anh? Rồi 420 cây. Okay. Rồi. Rồi mình qua combo quý vị ơi. Combo này có rồi, xong rồi 10 cây ha. 30 10 cây. 10 cây. Để cái hoành nó dao động đi ha, cái chiều cao ha. Cao bình quân là 60. 60. Hoành 13 nhỏ nhất. À, em bự nhất các em này quá. 18. 18. Đặt gì ngắm nghe kỹ ha.
đến. Nói kỹ nha quý vị, 10 cây nha. Này mã số 30. Để cũng đặt hết trơn ha. Mã số 30 là 10 cây, 1 triệu 6 bao ship. 10 cây, 1 triệu 6 bao ship. Mã số 30 là 30 nha. 30. 30A hả? Nó là 30 này, 30A đó dạ, ha. Dạ, 30A cuối clip. Rồi, có 30 và 30A nữa ha. Đây, quanh này đều hơn. Rồi, 16, 18. À, có 16, 18, 16, 18 nha ha. 10 cây nó đều vậy ha. Dạ, đều cây. Cây bình quân là 80. Rồi, cây bình quân khoảng 80 nha quý vị. Giờ mình rà cái đế trước đây, lát nữa rà tay cành sau nha quý vị. Tay cành lâu này mình thấy là đặt kẹo hết trơn à. Rà đế trước đi ha. Đây cũng đặt hết trơn nè ha. Đó, tay cành nè. Cành cũng đặt hết trơn nè quý vị. Rồi. Giá sao anh? Rồi mã số 30A của clip giá 1 triệu 8. Rồi, 1 triệu 8 ha. Kính mong quý cô chú anh chị mình xem và ủng hộ giúp Tú. Kính chúc quý cô chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn gặp được nhiều sự an lành trong cuộc sống. Và xin cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị lúc sau.